Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, liên quan vụ việc hai nhóm xe ôm công nghệ hỗn chiến ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Tại cơ quan công an, một số thanh niên cho biết do ham chơi, đi hóng nhóm tài xế bi quê Nam Định và Nghệ An giải quyết mâu thuẫn nên đã tụ tập điều khiển xe máy tốc độ cao, bấm còi, lạng lách, vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông. Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ việc xuất phát từ thông tin bịa đặt trên mạng xã hội về việc có hai nhóm lái xe công nghệ đi quê Nam Định và Nghệ An hẹn hỗn chiến vào 20 giờ tối ngày 29 tháng 5 tại Hồ Điều Hòa Mai Dịch. Nhiều lái xe công nghệ bi do tò mò, hiếu kỳ đã tụ tập về khu vực Hồ Điều Hòa, Nghĩa Trang Mai Dịch, quận Cầu Giấy để theo dõi, nhưng không có vụ hỗn chiến nào xảy ra như thông tin đã đăng tải. Tại cơ quan công an, H, sinh năm 2005 trú tại Hà Nội cho biết, bản thân chạy xe ôm công nghệ bi được khoảng 2 tháng và thường làm buổi tối. Tối hôm đó, H xuất phát từ nhà trọ ở cầu diễn Hồ Tùng Mậu để ra xem và sau đó di chuyển lên phố cùng nhóm tài xế. H kể lại, trong quá trình di chuyển, mọi người trong đoàn phóng nhanh, vượt đèn đỏ, lạng lách, dàn hàng ngang, nên anh cũng đi với tốc độ cao, bấm còi vừa đèn đỏ. Anh nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Còn Thờ, sinh năm 2005, quê Hà Giang kể lại, sau khi xem trên hội nhóm Bi Lai Hà Nội, có thông tin nhóm Bi 18 và Bi 37 hẹn giải quyết mâu thuẫn, tấn công nhau nên cũng ra xem. Tuy nhiên, Thờ cho biết không thấy có tấn công và lực lượng công an yêu cầu mọi người giải tán. Thờ kể lại, lúc đó cả nhóm nhập thành một đoàn gần 100 xe di chuyển trên đường hò hét, đi với tốc độ cao, bấm còi, lạng lách đánh võng. Nam thanh niên cho biết thêm, tối hôm đó, đoàn đi qua một loạt tuyến đường như Mai Dịch, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Kim Mã, Liễu Giai, Nguyễn Trí Chí Thanh, Trích Sài, La Thành. Thơ nói thêm, anh nhận thức được hành vi của mình là sai trái, gây dối trật tự công cộng, do bản thân ham chơi và mọi người lôi kéo, rủ dê. Trước đó tối ngày 29 tháng 5, sau khi nắm bắt thông tin trên mạng xã hội, rất đông tài xế xe ôm công nghệ đã tập trung tại khu vực Hồ Điều Hòa Nghĩa Trang Mai Dịch. Sau khi bị lực lượng công an yêu cầu giải tán, 14 đối tượng là lái xe ôm công nghệ bi đã cùng một số người khác di chuyển trên các tuyến đường thành phố Hà Nội qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ. Trong đó, có một đối tượng đã lấy lá cờ từ nhà dân, cắm lên xe máy để dẫn đoàn. Quá trình di chuyển, số này đi xe máy tốc độ cao, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rú ga, bấm còi, vượt đèn đỏ, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Đến khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, số này di chuyển về khu vực Nghĩa Trang Mai Dịch, Hồ Điều Hòa, Cầu Giấy thì giải tán. Công an thành phố Hà Nội khuyên cáo, người dân cần cảnh giác, cẩn trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng về các thông tin xấu, độc, không hô hào, cổ vũ, kích động và tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh. kể từ khi nghề làm tài xế xe ôm công nghệ trở nên phổ biến và được nhiều người theo đuổi, không ít những câu chuyện cả tích cực lẫn tiêu cực xuất hiện. Bên cạnh những sự việc không hay, đâu đó vẫn có hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ bận bịu đón trả hay chờ đợi khách trên đường. Không những chăm chỉ làm việc mà những tài xế này còn gây ấn tượng mạnh bởi những hành động đẹp của mình. Trước đó khoảng giữa tháng 5, mạng xã hội xôn xao trước sự việc, một tài xế xe ôm công nghệ đã không ngần ngại giúp khách tụt huyết áp đi cấp cứu. Được biết, khi đang di chuyển, thấy sức khỏe của khách không ổn. Anh Hải, một tài xế xe ôm công nghệ đã sốt sắng, hỗ trợ đưa khách đi cấp cứu. Sau khi khách được trở đến bệnh viện, anh nhắn tin hỏi thăm, nhất quyết không nhận tiền xe. Vị khách này đã vô cùng cảm động, chia sẻ trạng thái trên mạng xã hội với nội dung. Mình rất muốn gửi lời cảm ơn tới tài xế Mẫn Tuấn Hải, đi xe 29H2 54 xxx mình có đi xe của bạn và bị tụt huyết áp trên đường Vũ Trọng Phụng. Mắt tối sầm, da trắng bệch, huyết áp còn 50 trên 85. Bạn ấy đã hỗ trợ mua sữa, bánh ngọt, hỗ trợ tới khi vào phòng cấp cứu. Bạn ấy không nhận tiền xe lẫn đồ ăn, còn gọi điện nhắn tin quan tâm. Một lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều, chúc bạn vạn dặm bình an và sức khỏe. Bài đăng đã ngay lập tức nhận được nhiều lượt thả tim từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng anh tài xế nhiệt tình, không ngại vất vả giúp đỡ khách. Cư dân mạng bình luận rằng, ngoài xã hội còn rất nhiều người tử tế, đối xử đầy tình thương, sự chia sẻ. Người đăng bài cảm ơn là anh Tuấn Anh, 40 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Anh Tuấn Anh cho biết, do năm tài xế nhất quyết không gửi lại số tài khoản, nên anh đăng bài cảm ơn lên mạng xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Chia sẻ về sự việc này, anh Tuấn Anh cho biết, anh đặt xe ôm công nghệ di chuyển từ đường Trần Khát Trân, quận Hai Bà Trưng đến đường Ngụy Như Con Tung, quận Thanh Xuân để tiếp đối tác. Lúc đầu sức khỏe vẫn bình thường, nhưng khi đến đầu đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, anh có dấu hiệu mở mắt, choáng đầu, anh nhờ nam tài xế dừng xe, ngồi xuống đường và đoán huyết áp lúc đó rất thấp. Anh kể lại, bạn tài xế ấy đã nhiệt tình đi mua sữa và bánh ngọt đưa cho anh ăn. Khoảng 10 phút sau, anh nói bạn ấy tiếp tục di chuyển dù người vẫn bị choáng. Nam tài xế đã chờ đến chỗ người quen của anh. Khi gặp người quen, anh Tuấn Anh nói thanh toán tiền xe cho bạn tài xế ấy. Tuy nhiên, anh bị run tay, không nhập được mật khẩu nên chưa thanh toán được. Tài xế xe ôm công nghệ liên tục bảo anh đừng lo và hỗ trợ đưa anh lên ô tô đi cấp cứu. Anh Tuấn Anh chia sẻ thêm, sau hơn một giờ cấp cứu, bạn tài xế có gọi điện hỏi thăm và nói vẫn đang ở quanh khu đó, lo lắng cho sức khỏe của anh. Bạn ấy còn nhắn tin hỏi thăm và nhất quyết từ chối nhận tiền. Anh thật sự cảm kích với việc làm của bạn tài xế. Cũng theo anh Tuấn Anh, nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của nam tài xế, rất có thể anh đã bị ngã ngửa ra đường. Hành động quan tâm của tài xế này là minh chứng rõ nét cho việc người tốt còn rất nhiều trong cuộc sống này. Được biết, tài xế xe ôm công nghệ tốt bụng trong câu chuyện trên là anh Mẫn Tuấn Hải, 24 tuổi ở Hà Nội. Anh Hải chia sẻ, trong hoàn cảnh đó, việc giúp đỡ là điều bình thường, không có gì to tát. Sau khi ăn bánh uống sữa, anh khách vẫn bị vã mồ hôi, mặt trắng bệch ra. May mắn, sau khi trở đi gặp người quen, anh Tuấn Anh được cấp cứu kịp thời, sức khỏe dần ổn định. Anh Hải cho biết, anh đi ngoài đường, thấy người gặp nạn cũng nên giúp đỡ, không phải lăn tăn bất cứ điều gì. Với khách đi xe, một khi đã lên xe thì phải có trách nhiệm quan tâm lo lắng, tiền không phải vấn đề trong trường hợp này, quan trọng nhất là sức khỏe con người. Anh giúp người khác đồng nghĩa với việc có thêm niềm vui trong cuộc sống. Anh Hải mới làm tài xế công nghệ được một thời gian ngắn, trước đó anh đi giao hàng không phải chở khách. Chạy xe nhiều năm nên việc chuyển đổi hình thức không khiến anh gặp nhiều khó khăn, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Anh Hải đã lập gia đình có hai con. Quay trở lại vụ hỗn chiến của các tài xế hãng xe ôm công nghệ Bi, liệu các đối tượng tham gia gây rối lần này sẽ đối diện với mức án nào trước pháp luật? Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thông báo mới nhất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. nhưng thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.